đảm bảo em mình trong nỗi nó khó ha. Em thử á. Anh Vinh, anh Vinh dính là gì hả? Ai dính, ai dính để anh lội vô. Anh với anh thấy cái gì nó tiêu hết rồi, cởi quần thì á, dúi rồi ra hết đi, cởi ở cửa luôn á, mặc quần chị thôi. Ôi trời ơi, chọi lên luôn, chọi lên luôn. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Đây, anh Vinh gồm Sóc Trăng xuống Cà Mau đi câu gần chung với Khanh nha anh em. Với em Duy. Câu lưỡi... Câu lưỡi nhỏ quá vậy. Khóa em kéo cái ngăn ở phía trước em lấy cho mình. Đúng rồi, ngăn đó. Nó bịch đỏ đỏ đó. Giờ làm công tác chuẩn bị vô máy với cần rồi ha anh em. Lưỡi thì bữa nay chắc mình đánh lưỡi AG15 mẫu cánh bóm hôm trước lên anh Vinh tán còn cái 7 đó. Này lấy lưỡi đó coi thử có hên lại không? Lịch sử có lặp lại không? Ủa em ra clip chưa ta? Chưa. Chưa đó hả? Em về em soạn rồi mà em chưa có làm. Dây mình đánh dây gồng xanh nha anh em. Mà hôm trước mình có đi gần hết chuyến rồi, giờ nó thành gồng phèn này. Gồng vàng. Nó dính phèn á anh em, nó vàng 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 vàng. Với lại dây này thì bánh nó một thời gian nó sẽ phai ngã thành cái màu nó hơi vàng vàng nha nè. Dây thì nó phai màu là chuyện bình thường, mà độ bóng mượt đồ này kia của nó vẫn còn. Đây là mình đang đánh dây 2.5 ha anh em. Leader đi gần đó, mình sử dụng leader 10. Đảm bảo em trong cái lỗ nó có thì... Em thử coi. Dính không? Không không. Đường này là đường kinh này mà không có nữa là bể đó nha. Đường này là dễ câu nhất đó.
Lên hàng anh Vinh ơi. Cá gừng. Chán thật bể thiệt. Lưỡi thép AR15 nha anh em. Mẫu cánh bướm. Nên con đầu tiên bắt lấy nhớt nha anh em. Lấy tùng cái. Khổ thiệt. Lên hàng rồi em ơi. Đi sát mé hàng rồi này. Má đào luôn nha anh em. Lưỡi AR15 full theo đầu. Mẫu cánh bướm ha anh em. Rồi ok mình gỡ cái nha anh em. Ôi con này còn nuốt nguyên cái sặc đó đâu anh em. Văng cá sặc ra. Nè. Văng nguyên cá sặc ra luôn nè. Nó cắn nguyên nhái luôn rồi. Cắn nguyên nhái gị lên. Chưa xúc độc nữa. Mất nhái. Cá cũng trọng có 300 gram á. Bây giờ ta. Ừ trong kinh này cá nhỏ không à. 12 giờ dọn cơm gan đi quay lại bánh tăng 96 nữa. Hay là muốn qua bên cá lớn 1, cá lớn 2 bể luôn. Cá lớn bên kênh trăm bên đây nè. Ừ. Đây kênh này sáng chỗ gì nó đâu cũng ăn mà.
ôi ai Vinh? Anh Vinh dính hay vậy hả? Ai dính? Ai dính? Em dính, nó còn dính cỏ kìa. Để anh lội cho. Rồi bỏ cái con câu rồi dùng dây thì sao? Chảo xuống không? Nhớ chảo xuống không? Còn nhớ chảo xuống không? Nãy không bẻ cây chuối xuống trời. Rồi anh Vinh ông lại ông cầm câu chưa? Ông Vinh ông lại cầm câu chưa? Hả? Cầm câu rồi. Ở khúc nào vậy? Thuốc hay gì đó nãy nghe la ghê ghê mà. Vinh đâu? Để lội vậy đó nãy chi? Còn không? Còn không? Bự không? Bự dữ lắm hay vậy? Anh Vinh có kẹp cá chổng không vậy? Đừng căng quá nghe, dây nó vô dây nhỏ mà. Đâu? Căng lên ơi. Còn không? Nó muốn xỉu nó rồi. Nó chỉ giật vậy để cho chắc chú là nó còn không, mình mà nó lội chứ. Ấy cái này lội được không? Lội thì được rồi đó mà coi thứ còn không á. Hả? Không? Không, nói chung là lội được đó, giờ còn hay không thôi. Hả? Thì nó đứt sang vậy, nó đứt rồi. Nháy hơi hay gì? Hồi nãy sao anh không chịu thôi, anh căng lên chi cho cứng nhắc vậy? Anh với anh thấy bị mất tiêu biết đâu rồi. Nè, căng đi em lội cho. Anh tính lấy cho nó lên. Hả? Tính biết lội không? Cải quần thì áo rú đồ ra hết đi. Cải ở chuồng luôn á. Mà con chị thôi. Quay làm gì? Quá trời con cá rồi em ơi. Mặc bikini mà có sao đâu. Thôi Vinh gộp lên cá quá trời lên cá rồi em ơi. Đâu trời ơi cá ký luôn. Trèo lên luôn. Trời lên luôn. quá dữ. Ôi. Con này chắc 800g đến ký. Ơi có vô ký á. Có vô ký á. Nè. Quá trời cái đầu con cá anh em ơi. Hình quá Vinh ơi. Yeah. Thằng kia dính mà hai anh em làm cháu y gì thiệt kia anh em ơi. Thấy không? Tổ đại người mới thấy không? Quá trời đã rồi. Rồi ok tắt máy quay ra cho game lên kìa. Nó không dám lên luôn kìa.